Mới chào các bạn. Thì hôm nay là cái ngày thứ tập luyện ha. Cái lúc xuống chó thì mình ban cái giá xuống chó ha. Cứ 1 triệu con, 1 triệu con. Triệu con, 1 triệu con. Cô này nó ở chỗ nắng không à? Chẳng hỏi buông máy quá. Buông máy là dính máy không à? Về tớ ạ. Về tớ. Đang cự các bạn. Cự đá. Cái lọc bên ngay cái bè chuối luôn. Em máy đưa máy lên toàn dính máy không? Cái đầu ta thấy bài lào xuống mà nhảy đầu à? Leo lên trên à? Không có máy đánh lâu quá, con máy nó đánh lẹ sàn không, đưa máy lên là máy dụ xuống rút, nó rút xuống là đá ầm luôn, mà đưa máy lên lại dính máy đó, mém tí nữa dính à. Tí nó dính rồi, nó nằm cái dây cái cây kế bên, máng sợi cáp quang là dính rồi, mà máng cáp quang thì cao quá,
Nãy giờ đi không nghe ốc ít kêu à, có chừng ốc ít bỏi ào ào. Nó buồn à, nó buồn à, buồn nó qua anh kia rồi, buồn qua anh kia. Mình kiếm cái thế mình đánh hạ thổ, còn con trống nữa, tại hai trống luôn rồi. Trống này con trống khác nữa, nãy con trống đá cái là con trống đó nó buông nó đi rồi, còn con trống này ở lại nè. Xuống trong kia nó buồn nó đi à. Trong kia nó đá hai cái nó buồn nó đi à. Chỗ này không có chỗ nào quấn hạ thổ, hàng rào B40 của người ta nằm trong đây nè các bạn, buồn đi à. Okay, kiếm chỗ mình đánh hạ thổ coi, không có chỗ đánh, nhà của người ta phải đóng. Mấy con nữa. Mấy con này chắc dữ dằn lắm mới đá. Mình gỡ ra luôn nha. Các bạn hãy dõi video nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình ha. Đá không anh nè? Nay là nhà ốc ít thì nhiều lắm. Mình